Tao. Cái gì vậy? Hai, xin chào mọi người nha. Chào mừng tất cả các bạn đến với kênh của mình. Hôm nay thành viên đông đủ lắm các bạn ơi. Các bạn còn nhớ cái thanh niên này mình lôi cái giỏng mình ra ngoài trùm mã mình bỏ bên ngoài không bạn? Này cô có ghé này mình chơi nè, có đi làm về ghé nhà mình chơi nè. Này có mặt của Suwi. Mày được. Cái này làm sao mày? Ủa sao mày? Làm sao mày? Bà Hạnh cho cô sao mày? Ghê ok. Nghe bạn. Mình Đàn với anh Cảnh. Thì bữa nay có anh Cảnh với anh Đần qua đây lớn thì mình sẽ kiếm cây chợ, kiếm gì mua đãi về làm ẩm thực chơi nghe bạn. Cũng khá là lâu không có đãi này kia cho bạn bè được gần xa đồ ăn. Thì là anh Cảnh với anh Đần các Hà ngồi nghỉ đi, rồi em dưới đây chơi đi mua đồ. Chú! Ghê! Lớn làm cha đó. Lớn làm cha đó. Chép. Em thì đi theo luôn. Để chồng đi. Mày gửi xe anh Đần Cảnh với xe của anh Đần ra cho tao đi. Hai mày đi ngoài mượn đồ ngày cũng tướng đi tao với ngày đi ra chợ mua đồ. Đi hai mày đi. Đi làm cho nó mau. Đi chơi đây. Ê. Nhẹ nhẹ thôi nha, để bù lớn quá người ta chửi á. Đi. Ê, ông đi chợ cái gì? Tao đi chợ cho. Đi chợ rồi. Hai mày đi, tao đi riêng đường mà. Đi. Riêng đường mà. Đó. Thấy chưa? Phá xe mày nè. Đó đúng vô chạy. Nè, không được. Phá đâu? Phá đâu? Em thẳng là chờ khốn nạn nè. Để cho nó phá đi. Nè, lẹ đi, đi thẳng. Lẹ đi. Đi ông nội. Đi sớm nha. Tại cho ông dánh dọn bữa. Chỉ có hai mày làm được hai chuyện này thôi. Thuộc luôn bây giờ cái hàng chó lên cái tạ. Còn nghẽ nè, nghẽ dưới bên đây, bên qua đây mình. Đi đi. Bây giờ gì nè. Đi đi. Anh đi đi. Chết mẹ tôi béo bữa nay. Cho ông Quy với tôi béo lên dội mấy đi. Mấy bạn kêu mình là cho tôi béo đi. Này có dịp này đợn lên cho. Cho hai luôn các bạn. Bây giờ gì nè. Lát mình giấu cầm gai đi, có hai thằng nó gỡ đi mình ngoài anh mét. Thì kim chỗ giấu cầm đâu vậy? Giấu cầm đây nè. Cao quá không? Không. Đây nè. Đâu? Đó, chẳng cái nhánh. Ok, để nhánh nè. Ê, này, bữa có con gắn á. Con gắn hột mè có cắn không? Không. Không, để lên cho. Kiếm con dây đi. Bây giờ mình sẽ giấu cái cầm trên này bạn. Bạn đợi mình tiếp một chuyện vui cho bạn coi nè. Ê, ok chưa? Bây giờ đợi chú hai ổng chổng đi mình đi ra đường sau mình trốn. Lấy cái bọc dịch kìa, anh mua bọc dịch sẵn này kìa. Để bên đường vô luôn. Bên đường ở trên kìa, trên sóng chén á. Ừ đó, để vô bọc luôn, chính xác, để vô. Rồi được rồi, nói gì đó. Thôi xuống rồi bạn ơi, để lát nó không biết mình giấu con chữ mình chết. Các bạn chờ xem nha. One eternity later. Mày nói đang tháo đang gì? Đi ra đường sau đi. Đây nghe nè. Lỡ như hai ổng hỏi sao đi ra đường sau chứ lần sau vậy trời. Đi ra bẻ mồng tơi. Chào mồng tơi. Đi bánh. Ê bẻ về lá mồng tơi nha. Chạy lá đây con, chạy lá đây. Đây nè. Lá được rồi. Ok.
đi. Giúp đỡ, giúp đỡ. Cầm vé theo, cầm vé theo, cầm vé theo, cầm vé theo. Cảnh ơi. Bẻ mồm tơi lên. Không biết sao. Không biết sao tôi ra đường, không biết sao tôi ra đường sao không? Tôi gặp thằng Chí với thằng Quy á. Tháo xe không ấy? Cái gì? Tháo xe hay không? Tháo xe không ấy? Tôi lại nó cha của tôi mới làm đấy. Đi từ từ. Đi từ từ thôi, từ từ thôi, từ từ thôi, từ từ. Tôi lóc lắm. Từ từ thôi, từ từ thôi, nhẹ quá, nhẹ. Ê, đi ca đi ca đi ca, từ từ thôi. Từ từ thôi, từ từ. Nghe nè, hai em đứng bên đây, tôi đi bên kia rồi. Tôi đi trước, đi ở đây đi. Đi, đi. Thông minh lắm. Đúng là con trai của ta. Khó khó khó, chết mẹ mày rồi con. Ấy bà kia. Thôi giờ tháo cái kia nó kìa, cần tháo ra chi đồ lại. Có biết gì đâu thì kêu tháo chứ sao. Bây giờ tháo cái kìa, cần tháo ra chi đồ lại cho nó hết kìa. Đừng có ai mượn đâu làm vậy mấy ông cứu nội. Không có. Này. Mày chơi ai? Hải không thấy, không có nào mà lướt đầu hai mày được chứ. Hải chứ ai không kêu tháo đi. Rồi Hải kêu tháo gà, kêu tháo ra cho nó chim đồ cho nó bớt gà. Tụi cái đó đâu? Tụi có biết đâu? Xin lỗi là anh chưa giờ đã thấy chuyện rồi. Tỉnh đi, mình đi về tỉnh. Sao mày vậy, sao mày cầm cây vậy, sao vậy? Tụi mới tháo bên đó à. Cái này sao? Bộ xe này của ai vậy? Xe này của ai? Tao. Đánh thằng đó là trời. Hải kêu xe nó gẹt, tôi tháo rồi lắm. Tao. Tao. Cái gì vậy? Tao. Mày
Quý rồi. Vậy sao tháo xe tao ra cho mày Quý rồi. Cứ ăn hết gì đâu, không kêu tao rồi tụi mới ra không tao. Tháo xe tao cho gạo không có một tiếng gì. Quý rồi. Ai biết không? Quý biết đấy, có phải mượn tụi mày đâu mà. Cho mày được cho. Quý rồi. Quý rồi. Cái đầu như thế này. Ủa kia xe ông tháo cái gì vậy? Quý Năng. Gì vậy? Quý Năng. Sao tháo ra? Trời ơi anh, xe bị gì? Tháo cho nó bánh mày. Thôi quay không đâu. Mày gì? Rồi. 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 Này dở mà. Quay nè. Thôi mà anh em giỡn nhau. Ok, cái tao đọc. Ai biết. Nãy ông Hải kêu nó xe gà tháo ra chim đồ là cho bớt gà cả. Mày có kêu đó ông Hải. Gì vậy hả? Mày đâu rồi? Thôi cho về đi. Quơ tay chúng mắt. Tao kêu nào tao đi chợ mua đồ về nấu ăn chua với lại kho cá. Quá chứ giờ không phải không kêu tôi với tụi bé đi không phải lấy đồ cho tháo ra chim đồ lại. Tao kêu mà tháo xe của Ngân Nghĩa với lại xe của Ngân Chí nè, tao kêu tháo cho mày đâu. Trời ơi. Tháo thùng xe mà nó làng. Con gắn nó cho tay đi. Bây giờ dập mình luôn rồi chở đi tí thuốc đi quá đấy muốn bỏng bây giờ luôn. Tụi bé lại chờ tao mày. Ê, con mày đâu có tử nha, con mày đâu có tử. Con mày đâu có cầm, con cầm. Giỡn mà được không? Không có, ông kêu tháo ra cho đã, lỡ ông phản kèo. Tao kêu tháo, xe anh réo qua bụng. Giỡn. Tao không giỡn nha. Nghe nó về luôn, cửa nghiệp nhỏ. Tôi có làm đâu. Kiếm nó coi. Thôi bây giờ mình sẽ ăn chút về đây nha bạn. Nghe nó khóc cái gì nó về rồi. Bây giờ mình sẽ khóc về đây nha. Mấy bạn đợi mình video sau kiếm nghe nha bạn.